thôn Tạ Lan, xã Hòa Bắc. Từ sau trận mưa lớn, nước dâng cao đã gây sự cố cho đường ống nước sạch của công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng, khiến cuộc sống sinh hoạt của gia đình chị Yến và hơn 200 hộ dân trong thôn bị đảo lộn. Vì vậy, hôm nay, ai nấy đều vui mừng khi nghe tin có bộ đội quân khu 5 đến cấp nước cho bà con. Trường có các anh bộ đội lên để mà cung cấp nước cho dân làng ở đây. Thực sự thì bản thân cũng rất thấy là vui. Trong khoảng thời gian trừ mặc dù bão lũ nhưng mà bên đảng và nhà nước đã quan tâm cho người dân ở đây thật là chú đáo. Thì nhu cầu sau lũ của dân thì về cái nguồn nước dùng sinh hoạt là rất là nhiều. Hiện nay dân cũng đang tích cóp từ các nguồn sông suối để dùng, nhưng mà về cái nước sạch đó thì hiện nay là chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Thì hiện nay quân xe quân khu 5 về thì sẽ có bà con sẽ rất là phấn khởi. Ngay khi có lệnh, tiểu đoàn 6 cục hậu cần quân khu 5 đã phân công lực lượng sử dụng các xe bồn chuyên dụng phối hợp với công ty cổ phần cấp nước thành phố lấy nước và vận chuyển cung cấp cho bà con nơi đây. Đường xa, hệ thống giao thông chưa thông suốt, còn nhiều điểm sạt lở đã khiến việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn. Phải mất hơn 3 giờ đồng hồ, chuyến xe nước dưới xuôi mới đến được với bà con vùng núi Tạ Lan. Từ đơn vị lên đây rất là nhanh nhẹn và vất vả, trời mất điều hiểm trở nữa. Tuy nhiên vậy đó, chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua để có thể tiếp nước cho những người dân ở đây. Tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng tinh thần này trong những thời gian công tác cho bạn sắp tới. Qua cơn bão vừa rồi, bà con gặp rất là nhiều khó khăn. Đặc biệt nhất là qua đây là thì cũng nước sạch về cho bà con rất là cũng không có đáp ứng như chưa có bão. Do là đường ngập lụt với lại nó làm hư một số cái đường ống dẫn nước cho bà con tạo rất là khó khăn. Tại vì là bà con cũng nhờ có các anh bộ đội về giúp nên bà con rất là vui mừng, phấn khởi. Trong hoàn cảnh hàng trăm hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, phải tận dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh từ các ao hồ sông suối, thì những dòng nước sạch từ miền xuôi càng thêm ý nghĩa. Niềm vui của bà con thôn bản cũng là niềm vui của những người lính, làm quên đi nỗi vất vả trong suốt hành trình dài. Trong thời gian các lực lượng chức năng khắc phục sự cố, những chuyến xe nước nghĩa tình vẫn đều đặn lăn bánh để cho người dân có cuộc sống sinh hoạt ổn định sau mưa bão. Đó cũng là tình cảm, trách nhiệm và cũng là nhiệm vụ cao đẹp của mỗi người lính cụ Hồ trong thời bình.